Dạ, chào sếp ạ. À. Mời sếp ngồi ạ. À. Chào chủ tịch. Chào ai? Chào đại ca. À, thưa sếp, tối hôm qua sếp có ngủ ngon không ạ? Đào không ổn. Chú làm ăn kiểu gì đấy? Chuẩn bị đào như thế à? Đổi ngay đào cho ngài đi. Dạ, vâng, em sẽ đổi ngay. Còn kia, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Tôi rất thích khu đất này. Tôi sẽ đầu tư, nhưng còn để xem sao đã. Anh em muốn về một nhà, có gì chú nói một câu. Em xem xét, em vẫn đầu tư mà. Này. Dạ. Bữa tiệc tối đến rất quan trọng. Dạ. Tôi giao cho chú tìm đào cho ngài đó, rõ chưa? Đúng ý. Dạ vâng, em sẽ thực hiện ngay. Dạ thưa ngài, thế vậy tiêu chí chọn đào của ngài là gì ạ? Đơn giản thôi, năm chờ. Trẻ, trắng, tròn, trơn, chặt. Trắng là trắng trẻo, trơn là trơn tru, trẻ thì là trẻ trung rồi. Dạ thưa ngài, thế còn tròn là như thế nào ạ? Em vẫn chưa hiểu ạ. Không mướp, không bánh dày là được. À em hiểu rồi, tức là bưởi. Dạ báo cáo anh, em sẽ đi chuẩn bị ngay theo đúng tiêu chí của ngài đây ạ. À, mời các sếp cứ ngồi thưởng thức trà. Chú đi đi. Dạ vâng ạ. Mời ngài thưởng thức trà ngon nhất Mộc Châu. Mời anh. Mời. Đây rồi, đây rồi. Ờ, dạ quản lý. Ông ra đây tôi bảo. Sao quản lý? Ông chọn đào kiểu gì đây? Em chọn đào ngon như thế còn gì? Tôi vừa bị chủ tịch mắng cho một trận, trả ra làm sao cả. Úi giời sếp ơi, em xuống tận dưới Hải Phòng mà em ra miền biển em tìm em bé nhìn nó đẫy đà mà nó có cái hai cái bãi cát trắng, bờ cát trắng hồng hào như thế còn gì? Trắng nhưng các sếp không ưng. Các sếp không ưng ạ? Tiêu chí của các ngài. Ừ. Trắng, trẻ, tròn, trơn và phải chặt. Ông đi tìm ngay đi. Úi giời sếp ơi, thế bây giờ em biết tìm ở đâu được một em như thế à? Ông nói thế nào? Ông phụ trách bảy tỉnh phía Bắc mà cũng có cái điểm đấy mà ông không làm được. À, có khi bây giờ em phi vào trong bảng thì mới tìm được một đứa con gái nhà lành thì nó mới được như thế. Ông chọn ngay cho tôi một cô đào đúng như thế đi, để dâng lên các ngài. Vâng. Em sẽ đi tìm một con bé mà nó non nớt, trẻ trung, mà nó trắng hồng, lại còn tròn trơn trượt nữa. Cho cả sếp, em xin phép em đi. Đừng ở đây. Ông mà không tìm được nha, đừng có bác mặt về đây. Vâng, em biết rồi. Đi đi. Em đi luôn. Cháu hỏi một chút. Mày hỏi gì? Cháu đi từ trên núi xuống dưới này, là khắp các bản ở trên này. Ôi dồi mệt quá. Cháu đang cần tìm một cô gái mà xinh đẹp, trẻ trung. Bác xem ở cái bản mình, bác có cô gái nào mà xinh đẹp, trẻ trung mà vẫn còn trinh trắng không? Giới thiệu cháu. Mày là người trên thành phố, mày lên vùng cao này để tìm người đi làm cái gì? Vâng. Ừ, có luôn. Ê kia kìa. À, đấy con gái tao đang làm vườn kia. Mày có thích không? Con gái bác kia. Đấy đấy, nó đang làm vườn. Xinh quá, để cháu ra cháu kiểm tra luôn. Ôi giời. Mày ơi, có cái thằng ở trên thành phố nó cần người đi làm. Mày có đi làm không? Nhưng mà tao không đi học, tao không biết chữ thì có đi làm được không? Không cần biết chữ, không cần học. Úi giời. Ôi xinh đẹp như thế này, nhìn này dở thế này, đạt tiêu chí luôn. Anh nhận em về công ty anh, trở thành thành viên chính thức, được làm việc nhận lương luôn. Thế nhận luôn à? Ừ. Không biết chữ vẫn được đi làm à? Vẫn được đi làm. Thế thì tao đi làm luôn. Ờ đấy, được luôn. Thế là con gái bác đồng ý rồi đấy. Ba. Cũng thành phố, làm nhiều tiền. Mày xem, nhà cửa tao nó rách nát thế này. Vâng. Mày cho con gái tao xuống thành phố làm được nhiều tiền, tao về tao xây một cái nhà thật to ở cái vùng bản này, mọi người nhìn tao lắc cọc. Bác yên tâm, con gái bác là đi làm với cháu xuống dưới thành phố, một tháng là thu nhập phải được 30 triệu ấy. Bác xây được nhà to luôn. Tuyệt vời quá. Ừ, thế bây giờ là hai bố con bác vào thay quần áo, chuẩn bị hành lý, theo cháu xuống dưới thành phố đi làm luôn. Vâng, thay những quần áo. Khoan, trước khi đi làm, cháu cho hai bố con bác
lên du lịch ăn chơi ở trên cầu kính kia một hôm để cho nó biết là người có tiền người ta tiêu tiền như thế nào nhé. Ồ, cái cầu kính mà trên cái đám mây trắng ở trên đỉnh núi đang bay lững lờ gì đấy. Ôi cao tôi sợ lắm, ở đấy toàn là đại gia thôi. Bác cứ phải ăn chơi vui vẻ sung sướng một hôm mới biết được người có tiền nó như thế nào. Thế thôi đi nhanh cùng con muộn nào, vào thay đồ chuẩn bị hành lý rồi đi nhá. Vào thay đồ đi, nhanh nhanh nhanh, cả hai bố con đi luôn với cháu. Tắm luôn đi nha, tắm cho sạch sẽ nha. May quá, thế là cuối cùng mình cũng tìm được em. Đi em. Anh ơi, em sợ. Không phải sợ, đi nào. Đi. Cháu không sợ lắm. Cháu xin giới thiệu với bác. Đây là cây cầu kính Bạch Long, nổi tiếng nhất quốc tế đấy. Thế à? Hiện đại nhất thế giới ở Sơn La này. Lần đầu tiên tao biết mày, mày yêu con gái tao. Tao được đi trên cái cầu kính này. Ôi trời, sướng hết, sướng run hết cả người. Cháu sẽ còn đưa bác với em đi chơi tất cả những nơi hiện đại nhất, hoành tráng nhất ở Việt Nam này, thậm chí là thế giới luôn. Một khi em nó nghe lời cháu thì không phải nghĩ gì cả. Rồi. Hai bố con cứ thoải mái đi đi, đi lại cho nó sung sướng. Con đợi ở trên đầu này, cứ đi lại mạnh dạn lên. Con có sợ không? Cọp à? Mày sợ cọp à? Sợ cọp à? Sâu sâu đấy. Ôi ôi, tao cũng sợ lắm, nhưng mà sợ vẫn phải cố con ạ. Bố tâm sự với con nhé. Cuộc đời bố con mình mà khổ nhục như chó rồi, bây giờ được lên voi sung sướng thế này, run hết cả người chứ. Bố tặng con thế này nhá, đã yêu được đại gia rồi nhá. Nó bảo gì con phải nghe đấy, nghe chưa? Bảo nằm thì mình nằm nhá, bảo nằm ngửa thì mình nằm ngửa, bảo quỳ thì mình quỳ, không được cãi nhá. Ngoan cái gì cũng có nhá. Mà bố nghe nói là cuối năm này nó xây cho bố một cái nhà to nhất bản, để cho cả cái bản này nhìn bố nhìn con lắc mắt cái thế này luôn. Mày sợ, sợ không phải anh Hùng nhá, sợ không phải chiến đấu. Bây giờ ta phải đứng về phía trước nào. Để búng kịp, búng kịp, búng kịp, búng kịp. Đi cố ra, cố ra. Mày không chẳng nào. Sợ chứ mày sợ. Mày đưa tao lên núi. Sao mày lại cho tao đi tàu hỏa đi đâu ấy hả? Bác ơi, hả? Đây không phải là tàu hỏa đâu. Đây là khu khách sạn đoàn tàu. Thế à? Một cái khu khách sạn rất là hiện đại, bậc nhất ở ngoài Bắc này. Giống tàu thế. Bây giờ cháu sẽ cho bác với lại em thuê một cái phòng xịn nhất của khách sạn đoàn tàu để cho bác trải nghiệm. Là biết ngay mà. Tàu thành khách sạn mà cầu thì là bằng kính, ngược đời nha. Phòng này là phòng ở ngay gần đầu tàu, phòng đẹp nhất đấy ạ. Mời bác với em vào trong này. Bác vào luôn đi ạ. Con ơi, liệu mình lên trên này nó có chở mình bán sang nước ngoài không? Tàu nó có chạy sang nước ngoài không? Con không biết nữa. Thôi cứ vào thử xem nào. Cứ liều nhé. Vào trong đây. Bác nhìn đi ạ. Phòng này là phòng khách. Bác uống nước đi ạ. Wow, đệm êm đấy. Em chưa bao giờ nằm cái đệm nào nó êm như thế này luôn ấy. Êm không? Anh làm cái gì đấy ạ? Anh thấy má của em dính chút bụi mà. Anh bảo nhá, đây là cái phòng ngủ của em, đây là giường của em. Dạ. Bác ơi. Bác. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Dạ. Cái gì đấy? Bác ơi, đây là phòng ngủ của hai bố con nhá. Bác cứ ngủ phòng này. Thế à? Nếu như mà bác muốn đi tắm ấy, thì bác vào trong phòng tắm. Phòng tắm ở trong này rất đẹp ạ. Tắm trong kia? Vâng. Ừ, thì bác vào nhá. Vâng, bác vào xem đi. Phòng tắm này hiện đại lắm đấy ạ. Ôi dồi ôi. Ôi ôi, cái chảo to thế, giống cái mắt ô tô to thế. Tao làm gì có giá mà người ta đánh giá. Bác ơi, đây là cái bồn tắm. Bác muốn tắm ấy thì bác ra ngoài bác đóng cửa lại, rồi bác xả nước đầy vào, bác bơi ở đây luôn ạ. Đủ nước vào đây. Vâng. Rồi là bơi thế này được, lặn ở đây luôn. Được, được, được. Ủa xịn thế, bác chưa gặp ở đâu nó xịn như chỗ này.
Bác ơi, bây giờ cháu nói này nhá. Bác và em cứ nghỉ ngơi ở đây, rồi ngày mai cháu sẽ đưa em đi làm việc với cháu luôn và kiếm tiền luôn ạ. Ôi, sướng quá, Này, tôi mà tôi tin tưởng vào đại gia. Tao giao con của tao cho đại gia, làm gì thì làm, miễn là có tiền nhá. Vâng, có tiền bác yên tâm ạ. Ô, đây là đâu đấy ạ? Đây á, đây người ta gọi là Hà Nội. Nhưng mà người Kinh thì gọi là Hà Nội. Thế, nhưng mà hôm nay anh đưa em xuống đây để làm cái gì ạ? À, xuống đây là để cho em vào spa. Đấy, vào trong cái spa này làm đẹp, làm môi cho nó cong lên, làm cái cằm nó dài ra, nó phải xinh đẹp như hoa hậu. Rồi sau đó anh cho em sang Shopee ở bên kia, đấy em vào em sắm quần áo, mặc nó phải váy áo nó phải lộng lẫy cho nó hở hang những cái chỗ sôi chỗ nó phải lò hết ra, thò hết ra thì nó mới vào công việc mới hiệu quả, hiểu chưa? Vâng. Bố em còn ngủ ở trong xe. Ừ, điều hòa đang bật, cứ để cho cụ ngủ đấy. Có cái gì đâu, đi 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 vào. Tí ra sau. Đây, vào đây. Spa này là tuyệt vời, là công nghệ là hiện đại nhất đấy. Vào trong này. Ôi, chào đại gia của em. Chào người đẹp. Đại gia mấy lâu nay đi đâu mà mất tăm mất tích thế? À, anh đi lên trên rừng để săn tìm người đẹp. Giới thiệu với lại em, bà chủ xinh đẹp tên là Hằng, chủ của spa này đấy. Còn giới thiệu với Hằng, đây là cô Sơn Cước xinh đẹp mà anh mới săn tìm được ở trên rừng. Xinh quá. Xinh không, xinh không? Xinh. Bây giờ khuôn mặt của bạn ấy xinh như thế này rồi, em làm thế nào mà cho cô gái Sơn Cước này trở thành một hoa hậu của Việt Nam? Ôi, đơn giản anh ạ. Nhà em chuyên làm đẹp như thần tiên luôn. Vào chăm sóc em đi. Rồi, thế mời em vào đây để chị bảo các bạn nhân viên chăm sóc cho em nhá. Rồi, mời em vào đây. Vào đi nhá. Nhớ là phải làm cho bạn ấy xinh đẹp như hoa hậu nhá. Rồi, đại gia cứ yên tâm nhá. Trời ơi, vào spa một cái là lột xác thành hoa hậu luôn, từ con bướm rừng mà thành con bướm cảnh nhá. À, chú ơi. Dạ. Vậy tôi hỏi, thế con gái tôi làm việc ở khách sạn này à? Vâng, bây giờ là em nó sẽ làm việc ở khách sạn này bác ạ. Đấy, spa xinh đẹp một phát, nhìn các nào là hot girl ở dưới Hà Nội không? Thế bây giờ là nghe lời anh, lên làm việc chăm chỉ, còn là bác là cứ ngồi đây đợi nhá. À, chú ơi, cho tôi hỏi, con gái tôi làm ở khách sạn này, lau nhà hay rửa bát hay là quét dọn vệ sinh nhỉ? Nếu mà lau nhà mới rửa bát thì em làm được ạ. Không, em xinh đẹp như thế này, nhìn khác nào hot girl ở dưới thành phố không? Ai đi làm cái việc đấy? Em ấy, em phải làm cái công việc mà nhẹ nhàng nhưng mà lương cao bác ạ. Việc nhẹ mà lương lại cao. Chú ạ, quê của tôi là không có cái việc gì nhẹ mà lương cao cả. Quê của bác là dân tộc nó khác. Ở dân tộc phải làm nặng thì lương mới cao, còn đây là thành phố, thành phố chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve là lương về là nó cao chứ còn gì nữa. Việc nhẹ lương cao đấy. Thôi bác cứ ngồi đây, bác ngồi đây nhé, đi lên làm. Con ơi, bố dặn này, anh ấy là người tốt bụng, trông mặt mũi phúc đức như thế này là tuyệt vời lắm. Con ở đây làm việc nhé, phải nhiệt tình nhé, phải hết mình, đừng phụ lòng anh ấy nhé. Vâng ạ. Em mà lên làm việc với anh có khi là được nhận lương luôn, mang cho bố 1.000 đô luôn. Đi. Lên đây. Các con nhá. Lên trên này. Để làm việc cho tốt rồi nhá. Vào đây. Dạ, em xin phép chào chủ tịch ạ. Thưa chủ tịch, hôm nay em bảo bầu thay mặt tập đoàn của em đưa đến cho chủ tịch một cô thư ký xinh đẹp mà một bông hoa rừng em mới lấy từ trên núi vẫn còn trinh nguyên. Em phục vụ chủ tịch, cho chủ tịch vui nhé. Chủ tịch xem có ổn không? Chưa nhìn thấy gì cả. Mày bảo là mày đưa tao đi kiếm tiền mà, sao mày đưa tao vào cái phòng với cả cái lão già này để làm cái gì đấy? Ô, đây là kiếm tiền đấy.
lao động nghệ thuật. Hiểu chưa? Em chỉ cần làm cho chủ tịch vui là chủ tịch lớn tiền. Chủ tịch thưởng cho em 1.000 đô đấy. 1.000 đô là bao nhiêu tiền? Là 25 triệu. Wow. 25 triệu? Ờ, xây được cả nhà cho bố em luôn. Nhưng mà tao có biết làm gì đâu. Mày phải hướng dẫn tao chứ. Chứ lại không biết làm gì. Cởi áo. Đấy, chủ tịch. Thế, hiểu rồi. Quay lòng được đấy. Nhưng còn phải xem thêm đã. Xem thêm à? Thực hành luôn còn xem gì nữa. Ê, bây giờ là chủ tịch với thư ký. Vù. Còn em xin phép em ra ngoài nhé. Ơ, này. Hả? Mày đưa tao đến đây xong mày đi đâu đây? Đi ra ngoài để cho hai người còn vui. Lao động đi. Nhưng mà làm như thế nào mày phải hướng dẫn tao chứ. Sao lại không biết làm? Kỹ năng. Mình cứ thể hiện kỹ năng của mình. Hiểu chưa? Có hiểu không? Không. Phải hướng dẫn à? Bây giờ thế này nhá. Em chỉ cần đến gần chủ tịch. Em thể hiện kỹ năng làm cho chủ tịch hét lên. Chủ tịch vui sướng. Chủ tịch lên thiên đình. Đúng quá. Lên đỉnh núi. Là được, hiểu chưa? Hét lên à? Ừ. Thế tao làm được. Đấy, thể hiện luôn đi còn gì. Thế tao làm luôn nhá. Ừ. Làm đi. Đấy, kỹ năng chuyên nghiệp thế kia mà lại. Ôi giời. Này, cắn tao. Cút. Cút ngay. Không có tao giết. Mày làm gì thế? Tao cắn cho ông ấy hét lên. Ông ấy muốn lên thiên đàn mà. Ôi giời ơi, đây là chân chủ tịch. Chủ tịch là đối tác quan trọng của tập đoàn của anh. Em mà cắn thế thì chân vàng, chân ngọc, chân kim cương ấy. Cắn thế thì chết anh, chết cả tập đoàn của anh à. Em lỡ mồm. Chủ tịch có sao không ạ? Nó cắn chảy máu chân tao đây này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên của em, nó bỡ ngỡ. Hay là chủ tịch tạo điều kiện cho em nó thể hiện lại lần hai nhá. Cho cơ hội nữa đấy. Mất luôn chân dưa tao à. Thế nhưng mà bây giờ như thế nào ạ? Chạy đứa khác cho tao. Trời, chả làm ăn được cái gì. Đi ra ngoài. Áo ơi. Em xin phép chủ tịch ạ. Đi ngoài. Chả làm ăn được cái gì. Em xin phép chào chủ tịch ạ. Có việc gì con? Có việc gì đấy? Anh ấy dẫn con lên phòng, xong rồi bắt con phục vụ một cái ông ra ơn cả bố nữa. Con không làm được nên là người ta đuổi con. Sao lại thế hả anh? Còn thế nào nữa? Con gái của bác lên phục vụ đại gia, thế nhưng mà không làm được. Cắn cả vào chân người ta này. Người ta đuổi xuống không đưa tiền đây này. Thế là con gái của tôi là đi làm gái à? Hả? Thế không làm gái thì theo bác làm cái gì? Thế xuống đây làm mẹ thiên hạ à bác? Này, tôi nói cho chú biết nhá. Con gái tôi để lá ngọc cành vàng xinh xắn thế này, bao nhiêu người tử tế hỏi tôi cũng gả cưới nhá. Đời tôi nhá, nghèo nhưng không người để bán con này làm gái. Không bao giờ cho con tôi làm cái việc đấy. Ô ấy. Ừ. Thế bác không bán con thì bác giữ lấy con mà nuôi ấy. Bố ơi, con không làm việc ở đây nữa đâu ạ. Bố cho con về đi ạ. Thôi được rồi, bố sẽ đưa con về bạn. Gia đình mình nghèo, giàu cháu sẽ nuôi nhau. Con ạ, kiếm được miếng cơm ở xứ người khó lắm. Thôi, ta về con, ta về. Ê, bác đi đâu ấy? Bác đừng có đưa em nó đi nhá. Tôi nói cho chú biết nha, chú mà còn bám theo con gái của tôi ấy, tôi báo cho công an nhá. Đi về con. Đúng là làm cái công việc này nó ức chế mà nó không có hậu ý nào. Có khi mình cũng bỏ nghề đi làm cái công việc khác thôi. Đón xuân sang nghe về năm mới năm mẹ,
trong màu tơi tết dựng nêu ăn chè. Nghe gió heo may xuân về trên khắp quê hương, ông bướm bùi đùa mai đào nở tươi trong nắng. Trên phố đông vui xuân về trên đất quê tôi, em may áo.